ở trong thành phố Sài Gòn chị ơi. Vâng, hôm nào chị xuống nha, ăn kẹo dừa nhá. Hey, good.
Chuyển giới mà. Ở đây là toàn chuyển giới mà. Ôi, chuyển giới này chứ.
Chị là nghe là biết luôn mà. Đầu tiên chưa nghe. Chị chưa nghe toàn đi bộ đây này, ra phố người ta chơi này. Không thấy taxi đi vòng quanh các thành phố Sài Gòn này đẹp lắm. Chị đi nhiều lần rồi. Chị đi này lần thứ tư hay lần thứ năm. Nhưng phải kiếm cái gì ăn em tối. Ăn tối ra phố người Hoa ấy. Lần nào vào đây 5 lần thì cả 5 lần. Các ông đi bảo đừng có đi chợ Bến Thành đắt lắm. Có người ơi, à, bây giờ á, cái sự ăn đường phố mà Việt Nam mình có được cuộc chơi công nghiệp á. Thấy công an là bọn nó phải chạy à? Đồng thức, nó đang đi cần có một chút. Hiện tại là giờ cái cây xin 5 phút. Nhưng mà nó chỉ cần bỏ cái loa. Anh ơi, là hãy là lấy ổ khóa của con đúng không? Nhưng mà á, cho em nói cho anh rồi. À, nhưng mà em mong mọi người đừng có đi, nó là một chơi. Để mà về, tất cả mọi người mới làm nó, mà mọi người đừng có quay lại. Đây sống ngoài đêm nhỉ? Một chị nữa mà không nhớ. Đừng có cầm điện thoại dây đút vào túi đi.